Ok, xin chào các bạn. Chương trình này chúng tôi sẽ bằng hai mê điện mới cứ chạy tôn từ nâng ca chụp đầm nó link nơi nông sheet Excel bao dưỡng. Từ nọc nghe khởi nhà này nhằm mình master list bao nhiêu mối. Nhà này hỏi chưa thì hóa nữa nhé. Nhằm mình master list nhằm mối. Chẳng list nó là thì hóa ta nhằm chọn đầng thì ấy kê nơi nông sheet xe. Lớp thì hóa ta nhằm chọn đầng à nè, à lệnh mối nè. Tổng hợp trong cái việc rốt châu nông sheet na mối này à bấy nè nè kể lời nhưng cho chúng ta nghe khơi nhỉ về lô từ data ấy nhưng ở trên data bí viền lô từ data bí chẳng cùng đó mọi dưỡng cư dương trong link via ở nước nông ở ship nước nông ở Excel nhưng tầm mùi ok là biết thơ thơ mấy ngọc nế lỡ xong một thay nhóm miên Excel nhóm đi mua chó à lỡ nhóm trong link data ấy chắc nào hay còn ở đây tức lưu ví vô kia thà hyperlink chắc là nấy viên miên chờn viên miên existing file of page chúng cùng nó một dưới cứ dương trong link để trong sheet chứ cho nên vô kia tha place this document tổng mẫu viên nằm bài hai như raw sheet tầng ở này khơi như này sẽ reference chúng viên master list data A data B data C chúng một số mà đặt này bằng card sheet data D một tiết viên lột hàng lần lỡ là này nhưng trong link từ data A nên đặt này vô thịt data A mà ok chỗ này nè lỡ thì ho là này nhưng bằng card một tiết cứ nhầm đặt tha data D ok data đi chứ nhầm select lơ anh đi thì họ thằng đi đi chứ anh đi thì họ này anh đi khoảng là chia symbol đặt hai nhỉ nè anh đi trong đặt a của ba này hyperlink nè khai khơi nhỉ muốn nói nguyên abc là nguyên đi mười tiền chứ không chơi đi mà ok chứ phải chơi tới nhạc nè đi lô tự đi chẳng a ấy được nghĩa được gọi là đặt anh bí chứ nhầm mà right click là ví hyperlink rồi nhầm cho bí ok hãy coi nhé tờ này nhưng lọc màu ấy cho biết cái tờ này ok ok có nạp ni trong bài hay ni cứ nhầm trong chay lệ chay một phần năng thế phần mà này tập ni mình chỉ chấm ngỏ lấy ai không mà được trong video còn cào bye bye.